Xin chào mọi người. Hôm nay gia đình mình đưa mẹ đi tới tham quan khu không gian vũ trụ Kennedy ở bang Florida. Mời mọi người cùng đi với gia đình mình tham quan cho vui nhé. Ở trên toàn nước Mỹ thì có 3 trung tâm vũ trụ Kennedy, là một ở bang Florida, một ở Texas và một ở bang Cali. Thì cái khu ở bên Cali chỉ để triển lãm thôi. Còn ở bên Texas và bên Florida thì nó có chức năng là sản xuất, làm việc và phóng tên lửa, phóng phi thuyền luôn các bạn ạ. Do đặc điểm về địa hình phù hợp để trung tâm này người ta tổ chức phóng phi thuyền và phóng tên lửa đó, nó không có tạo ra những chấn động cho cái khu xung quanh. Thì bên Texas á, thì nó là địa hình là sa mạc, thì nó cũng cách cái khu dân cư rất là xa cho nên là nó cũng không có chấn động. Còn ở bên bang Florida á, thì cái khu này nó nằm trên cái một hòn đảo và bao xung quanh á, là sông, nước và biển. Đấy là cái con đường để đi vào cái khu đấy, thì các bạn nhìn thấy hai bên là toàn là sông nước thôi. Nó tách rời ra khỏi cái khu dân cư cho nên là khi mà phóng tên lửa thì cái chấn động của nó cũng không có ảnh hưởng tới dân cư xung quanh. Đó là hai cái địa hình đặc biệt của trên đất nước Mỹ phù hợp cho phóng tên lửa. Khu làm việc và nghiên cứu và phóng tên lửa của cơ quan NASA thì người thường không có được vào tham quan đâu các bạn. Họ tách riêng ra vì đó là cái khu tuyệt mật. Thì trong cái khu trung tâm làm việc đó có rất là nhiều người máy làm việc các bạn ạ. Và trên không trung người ta có những cái camera mà tự bay á, giống như là máy bay mà không người lái mà kiểu loại nhỏ đấy, để bảo toàn an ninh cái khu đó là không có khủng bố hay là những cái gì vấn đề bất chắc cho cái khu đấy. Vì khu đấy rất quan trọng đối với quốc gia đó các bạn. Mỗi khi trung tâm NASA ở Florida mà phóng tên lửa thì từ cái phía nhà mình cũng có thể nhìn thấy đó các bạn. Từ nhà mình tới khu NASA đó là khoảng 2 tiếng rưỡi đi xe. Thì tại trung tâm NASA ở bang Florida này, người ta có triển lãm rất là nhiều phi thuyền và tên lửa thực tế đã qua sử dụng trong quá khứ của nước Mỹ đó. Trong đó có các phi thuyền nổi tiếng trong lịch sử như là phi thuyền Apollo, phi thuyền Atlanta và một số các loại phi thuyền và tên lửa khác. Đây là lần thứ hai mình tới tham quan cơ quan NASA ở Florida đó các bạn. Lần thứ nhất thì mình đi với chồng mình và con gái. Còn lần này thì có thêm mẹ mình nữa. Thì lần này nó có sự may mắn là mình được thấy trực tiếp người ta vận chuyển một cái bộ phận của tên lửa, mà là một tuần sau thì họ phóng cái tên lửa đó lên không gian rồi các bạn. Việc phóng tên lửa của cơ quan NASA bao gồm là vì mục đích quân sự và cả mục đích thương mại, thì một tháng người ta cũng có vài lần phóng tên lửa đó các bạn. Cái tiền vé vô cổng để tham quan cơ quan NASA thì mỗi người là 75 đô. Là được đi tham quan tất cả các nơi, bao gồm cả đi lên xe buýt để người ta vận chuyển qua cái khu làm việc. Nhưng mà khu làm việc nó cũng tách riêng ra, người ta chỉ cho tham quan một số các bộ phận thôi. Bây giờ thì mình đã tới cái cổng chào đầu tiên của cơ quan NASA rồi nè các bạn. Mình chuẩn bị rẽ vào này. Vé vào tham quan khu trung tâm vũ trụ Kennedy thì mọi người có thể vào thẳng cái website của trung tâm và mua online đó các bạn. Thì người ta sẽ gửi cho bạn cái mã code của cái vé đó. Và khi vào cổng thì chỉ cần scan cái bạn mở điện thoại, mở cái code đấy ra và người ta có máy scan là vào. Chứ không cần phải vé bằng giấy đâu, họ không có dùng giấy các bạn ạ. Và trước khi được vào bên trong tham quan thì cũng phải qua cái cổng an ninh để người ta khám xét các bạn
phòng ngừa các vũ khí tấn công hoặc là vũ khí khủng bố đó các bạn. Nói chung là họ cũng khám xét y như là bạn qua các cổng sân bay, hải quan. Và phải mất cả ngày thì các bạn mới có thể tham quan được đa số các khu của cơ quan NASA đó các bạn. Mình nói đa số là bởi vì là theo như mình thấy thì mình đi 2 lần luôn rồi mà vẫn chưa tham quan hết được các khu của họ đó các bạn. Đi cái khu của họ nó rộng lớn cho nên là mình đi rất là mỏi chân. Cái này là chỗ để mua vé đậu xe đó các bạn. Lúc này là mình đang chờ xếp hàng để lên xe buýt để tới cái khu mà người ta làm việc đó, để tham quan đó các bạn. Bên phía bên kia đường, các bạn nhìn thấy cái khu mà nó giống như là có mái mà màu đen đen xám xám đấy, là khu năng lượng mặt trời để sản xuất năng lượng mặt trời cho sử dụng cho cơ quan NASA đó các bạn. Thì cơ quan NASA vì lý do an ninh nên họ sử dụng 2 nguồn năng lượng điện, tức là một là điện về do mạng lưới điện quốc gia đó họ cung cấp, và một phần đó là điện của năng lượng mặt trời cung cấp. Thì họ cũng có cái nhà máy sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời đó các bạn, để chuyên sử dụng cho cái trung tâm NASA này. Bây giờ là mình đang ngồi trên xe buýt rồi này, thì trong cái lúc này đang trên đường đi thì mình được may mắn được nhìn thấy là người ta vận chuyển một số các bộ phận của tên lửa để người ta chuẩn bị phóng lên không gian đó các bạn. Thì rất là may mắn là mình được quay và thấy trực tiếp luôn. Đây, cái xe vận chuyển đã sắp tới rồi, các bạn chuẩn bị quan sát nhé. Cái này là nghìn năm mới có một dịp được nhìn thấy như thế này thôi đó các bạn. Rất là hiếm được nhìn thấy trực tiếp như thế này nha.
trong phim trường này thì họ có ba cái màn hình khổng lồ để chiếu cho khán giả xem về cái cảnh mà họ phóng tên lửa vào quá khứ đó các bạn. Thì khi mà cái giai đoạn mà cái phòng làm việc, cái phòng điều khiển để chuẩn bị phóng tên lửa lên á, là ngay ở dưới cái màn hình đó các bạn. Tí nữa các bạn sẽ thấy thì khi mà phóng tên lửa lên á, thì cái phòng điều khiển đấy á, nó cũng sáng đèn lên luôn. Thì cái phòng điều khiển đấy là hồi xưa là cơ quan NASA đã sử dụng trực tiếp để phóng tên lửa trong quá khứ đó các bạn. Đây này, đấy là cái phòng làm việc này này. Nhưng mà bây giờ thì họ đã có một cái trung tâm điều khiển mới, và cái này họ để dành để cho khán giả xem, cho biết là quá khứ họ đã sử dụng nó như thế nào. Và khi họ phóng tên lửa như này thì hệ thống nó sáng được đèn, hoặc nó hoạt động, nó kêu, nó rú như thế nào thì mọi người đều được nhìn thấy. Và cái ghế khán giả đang ngồi xem đó các bạn, thì nó cũng tự động nó rung lên giống kiểu như là cái rung động, rung chấn động khi mà phóng tên lửa đó các bạn. Cho người xem nó có cảm giác như là đang ngồi trực tiếp để xem phóng tên lửa. Đây là các bộ trang phục thực tế của phi hành gia qua các thời kỳ họ đã từng sử dụng. Đây là khu làm việc của cơ quan NASA đó các bạn, và khu cái con đường dẫn vào cái khu chuyên để phóng tên lửa và phi thuyền. Cái khu này thì người xem chỉ được đi ngang qua thôi chứ không được đi vào bên trong để tham quan đâu các bạn. Cái khu này là khu bảo mật của họ. Đây là một cái khu phim trường khác, hình mái vòm. Thì họ sẽ chiếu về những cái hình ảnh của con tàu, tàu con thoi Atlantic huyền thoại qua phim ảnh. Họ sẽ dựng lại thực tế cho các bạn xem. Và sau khi xem xong á, thì cái màn hình phía trước á, tự động nó mở ra như một cánh cửa. Và phía sau cái cánh cửa đó chính là một cái con tàu Atlantic huyền thoại hồi xưa. Thực tế các bạn sẽ được nhìn thấy như thế nào.
Mình đang đi tới một cái nơi mà họ mô phỏng là khi mà phóng tên lửa thì cái độ rung chấn của phi hành gia phải chịu như thế nào ạ? Thì mỗi người khán giả được đứng trong một cái ô thì nó cũng có, trong cái ô đấy nó mới rung các bạn ạ, còn ngoài cái ô đó thì nó không có rung. Thì mỗi người đứng vào một cái ô đấy thì người ta mô phỏng cái độ rung nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái cường độ nó thấp hơn. Chứ nếu mà thật sự mà nó mạnh như là phi hành gia thực tế họ chịu đựng thì khán giả chắc không chịu nổi đâu các bạn. Nhưng mà mình cũng cảm nhận được là phi hành gia họ sẽ phải trải qua như thế nào khi mà họ ngồi trong cái phi thuyền được phóng lên không gian như vậy.